Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình A-Group nhận 50 tốc cần suy từ gián Offensive Swap nha bạn. Để tham gia giá hôm nay có một phần link mô tả dưới video của mình, mở ra một start chatbot nha bạn. Tốc cần này nó sẽ list sàn ban cái swap Hotbit MC là tốc cần và có cái cô và có market cap nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn lướt cấp cha này bạn F5R8. Dự án này nó sẽ phân phối vào tháng 5 nha bạn. Trong vòng tháng 5 đó. Gì? Rồi các bạn gửi gấp cha cho nó. Tiếp tục các bạn bấm Reply nè. Tiếp tục bấm John kênh gấp kênh trailer, bấm chat nè bạn. Bấm follow kênh trailer nè các bạn, rồi bấm bắt đập lên nè. Bạn John kênh gấp mà, gấp nè. Các bạn John chấm chat nè. Dự án này có 26.000 mấy member, khá là đông nha bạn. Rồi các bạn John xong các bạn bắt đập lên nè. Bạn muốn nói muốn chat nè bạn. Hello Home Swap. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter, điền lại username tờ Twitter nè bạn. Follow tờ Twitter, tờ verify you follow account you. Thì bạn nhấp vào follow tờ Twitter nè bạn. Các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Phan. Các bạn diệt like nè các bạn. Các bạn tự quyết lại nha các bạn. Rồi sau khi các bạn tự quyết lại xong các bạn mới đắp lên nè các bạn. Các bạn điền lại username tờ Twitter của mình các bạn. Các bạn mở trang cá nhân của bạn ra thì tờ Twitter sẽ thấy username tờ Twitter của mình các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain nha bạn. Các bạn dùng mở địa chỉ với chút wallet mình ra nè các bạn. Dự án này khá là đơn giản các bạn. Thì tốc cần list sàn MC rất khó là chị nha bạn. Chứ không phải như cái sàn là tốc cần đó các bạn. Bạn nào chưa cập nhật với chút trên với BNB Smart Chain trên với chút wallet thì các bạn cập nhật vào các bạn. Rồi bạn muốn vào sao chép địa chỉ BNB Smart Chain. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Còn các bạn dùng địa chỉ ETH trên với MetaMask thì các bạn tích hợp mạng BNB Smart Chain vào các bạn. Rồi bạn gỡ. Tiếp tục thì các bạn bấm. Mình đã nhận được 50 tục cần SEA nè các bạn. Tiếp tục bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tục cần nè các bạn. Vậy video đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn nhiều những video clip tiếp theo từ mình nhé. Follow. Open.